Lịch sử chùa Phước Long. Chùa Phước Long hiện tọa lạc tại ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, do Đại Đức Thích Nhuận Thành đương nhiệm trụ trì. Ngôi chùa này được cư sĩ Ngô Văn Hân, pháp danh Giác Lan, thành lập vào năm 1847 trên phần đất gia tộc với kiến trúc thô sơ để làm nơi an cư và tu tập. Sau khi cụ ông Ngô Văn Hân qua đời, nơi đây được giao lại cho Hòa Thượng Thích Nguyên Tường tiếp quản. Hòa Thượng đã xây dựng lại quy mô, kiên cố hơn như những ngôi chùa thời bấy giờ, với mái lập ngói vải cá, vách tường, để ba tánh quanh vùng cùng nương theo tu tập. Sau đời của Hòa Thượng Thích Nguyên Tường, tiếp nối trụ trì chùa Phước Long là Hòa Thượng Thích Quảng Chí, thế danh Huỳnh Văn Lê. Hòa Thượng ở đây tu tập và hành đạo cho đến năm 1996 thì Ngài viên tịch. Chư Hòa Thượng trụ trì nơi đây sau khi viên tịch đều được nhập tháp tại chùa. Giai đoạn từ năm 1996 cho đến năm 2020, chùa Phước Long được Hòa Thượng Thích Thiện Quảng, thế danh Nguyễn Văn Giai, trụ trì. Hòa Thượng Thích Thiện Quảng viên tịch vào ngày 11 tháng 4 năm Tân Sửu, tức năm 2020. Cho vì lớn tuổi lại cũng muốn tập cho đệ tử trong việc điều hành Phật sự, nên Hòa Thượng Thích Thiện Quảng đã giao việc xây cất và trùng tu chùa Phước Long cho Đại Đức Thích Nhuận Thành đảm trách từ rất sớm. Thể theo nguyện vọng của bổn tự và sự đề nghị của Ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã có quyết định bổ nhiệm cho Đại Đức Thích Nhuận Thành làm trụ trì vào ngày 25 tháng 11 năm 2015. Trước đó vào năm 2000, được sự cho phép của Thầy Bổn Sư, Đại Đức Thích Nhuận Thành đã vận động xây lại cổng tam quan và các tôn tượng trước sân chùa để ba tánh tiện việc chiêm ngưỡng mỗi kỳ về viếng cảnh thiền môn. Đến năm 2015, Đại Đức Thích Nhuận Thành khởi công đại trùng tu lại chánh điện chùa Phước Long với kiến trúc kiên cố, mái lập ngói Tây, vách tường, cửa gỗ, nền được lát gạch men kiến. Tuy là công trình mới nhưng được Đại Đức bố trí các đối liễn hoành phi đều bằng gỗ sơn son thép vàng, rất hài hòa nên trông rất cổ kính và uy nghiêm. Ngôi chánh điện hiện nay vẫn đang thờ tôn tượng Đức Phật A Di Đà, được làm bằng đất có từ thời kỳ đầu mới thành lập của chùa. Các tượng Bồ Tát và Thích Đế Hoàng Nhân được làm bằng đồng. Tôn tượng Thích Ca Sơ Sinh được làm bằng gỗ. Tổ đường thờ tôn tượng Tổ sư Đạt Ma và Long vị Chư Hòa Thượng trụ trì tiền nhiệm. Đại Đức Thích Nhuận Thành cũng cho tôn tạo lại các bảo tháp chư tổ và kiến tạo cảnh quan, làm cho ngôi chùa ngày càng thêm trang nghiêm và thanh nhã.
Phước Long chùa cổ xứ Hậu Thành, ban sơ thành lập với mái tranh, trải bao thế hệ luôn bồi đắp, lan nhã ngày nay thật đẹp xinh. Phật pháp lan truyền chốn hậu hoa, chuông hôm mọ sớm thức muôn nhà, hồn dân gửi ấm tình non nước, nhớ quá chùa quê mỗi dịp xa.